Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ hỷ thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là hỷ thanh tịnh phát bồ đề tâm, hỷ thanh tịnh đều xả bỏ hết thảy, hỷ thanh tịnh chẳng ghét bỏ chúng sinh, phá giới, mà giáo hóa họ được thành tựu, hỷ thanh tịnh hay nhẫn thọ chúng sinh tạo ác, thẹn nguyện cứu độ họ, hỷ thanh tịnh xả thân cầu pháp, chẳng sinh tâm hối hận, hỷ thanh tịnh tự bỏ dục lạc, thường thích pháp lạc, hỷ thanh tịnh khiến cho tất cả chúng sinh bỏ sự thích đồ tư sanh, thường thích pháp lạc. Hỷ thanh tịnh thấy tất cả chư Phật cung kính cúng dường không có nhàm đủ, pháp giới bình đẳng. Hỷ thanh tịnh khiến cho tất cả chúng sinh ưa thích thiền định giải thoát tam muội, du hí nhập xuất. Hỷ thanh tịnh tâm thích đủ hành tùy thuận Bồ Tát đạo tất cả khổ hạnh, chứng được mâu ni tịch tĩnh bất động định huệ vô thượng, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại hỷ thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ xả thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là xả thanh tịnh tất cả chúng sinh cung kính cúng dường, chẳng sinh ái trước. Xả thanh tịnh tất cả chúng sinh khinh mạn hủy nhục, chẳng sinh sân hận. Xả thanh tịnh thường đi trong thế gian, chẳng bị tám pháp thế gian làm ô nhiễm. Xả thanh tịnh đối với pháp khí chúng sinh trở thời mà hóa độ, đối với chúng sinh chẳng phải pháp khí, cũng chẳng sinh hiểm ghét. Xả thanh tịnh chẳng cầu pháp nhị thừa học vô học. Xả thanh tịnh tâm thường xa lìa tất cả dục lạc, thuận pháp phiền não. Xả thanh tịnh chẳng khen nhị thừa nhàm lìa sinh tử. Xả thanh tịnh lìa khỏi tất cả lời lẽ thế gian, lời lẽ chẳng phải niết bàn, lời lẽ chẳng phải lìa dục, lời lẽ chẳng thuận lý, lời lẽ não loạn người khác, lời lẽ thanh văn độc giác, được nói cho đến tất cả lời lẽ chướng Bồ Tát đạo, thảy đều xa lìa. Xả thanh tịnh hoặc có chúng sinh căn cơ đã thành thục, phát sinh niệm huệ mà chưa biết được pháp tối thượng, thì đợi đến lúc mới hóa độ. Xả thanh tịnh hoặc có chúng sinh Bồ Tát thuở xưa đã từng giáo hóa, đến nơi Phật địa mới có thể điều phục được, thì cũng đợi thời cơ. Đại Bồ Tát ở nơi hai hạng người đó không cao không thấp, không lấy không bỏ, xa lìa tất cả đủ thứ sự phân biệt, luôn trụ chánh định, vào pháp như thật, tâm được kham nhẫn, xả thanh tịnh, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được xả thanh tịnh rộng lớn vô thượng của Như Lai.